Rất nhiều bạn đã từng hỏi Vân Anh không biết là công việc của một MC hàng ngày sẽ như thế nào và một lịch trình dày đặc thì sẽ ra sao. Và ngày hôm nay thì Vân Anh sẽ chia sẻ với các bạn. Bên cạnh những thời gian làm việc ở đài thì những khi có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ xuất hiện tại những sự kiện như thế này với vai trò là người dẫn chương trình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị dẫn dắt một sự kiện lớn về công nghệ. Sau sự kiện này thì Vân Anh nhớ rằng là hôm đó mình cũng không có đủ thời gian để ăn trưa một cách tử tế mà mua tạm một cái bánh mì và ngay lập tức đến công viên Thống Nhất để chuẩn bị tổng duyệt cho sự kiện diễn ra vào hôm sau. Đây là một sự kiện song ngữ và mình đảm nhận vai trò là dẫn tiếng Anh. Trong quá trình tổng duyệt thì mình sẽ nhìn lại kịch bản một lần để gạch chân những ý chính rồi sửa những câu từ chưa phù hợp lắm với văn phong, bàn bạc với bạn dẫn và thử tập luyện như thật một lần từ đầu cho đến cuối. Hoàn tất buổi tổng duyệt thì mình sẽ ngay lập tức thay đồ và chỉnh trang lại tóc tai cũng như mặt mũi và bước vào set dẫn trực tiếp. Ngày hôm đó là mình có buổi dẫn trực tiếp 30 phút trên VTV6. Mình kết thúc phần dẫn trực tiếp vào lúc 7 giờ và sẽ có 15 phút để di chuyển tới lớp dạy MC của mình. Tại lớp ngày hôm đó thì mình dạy các bạn lớp MC nâng cao về kỹ năng phỏng vấn. Và mình sẽ kết thúc ngày làm việc vào lúc 9 rưỡi tối và khi đó thì mới bắt đầu được ăn tối, mặc dù là cũng hơi mệt một chút xíu nhưng mà thực sự là cảm thấy là mình đã hoàn thành trọn vẹn một ngày và làm được rất là nhiều công việc. Còn nếu như thời điểm mà dịch Covid-19 diễn ra thì gần như là các sự kiện đều bị hủy và hoãn. Lúc đó thì mình sẽ tập trung toàn bộ sức lực cho những chương trình truyền hình này, cho các lớp học và cả việc là quay vlog cũng như là dựng ở nhà nữa. Thực tế là chúng ta cũng có những câu chuyện. Có những hôm mà mình sẽ quay trong một buổi sáng là từ 4 cho tới 6 set talk liên tục. Và khi kết thúc thì đã là buổi trưa rồi. Mình nghĩ là để mà khởi nghiệp thành công thì nó có hai cái điều. Cái mà các bạn đang ở đâu thì nó sẽ bao gồm những... Vào buổi chiều mình sẽ chuyển sang một diện mạo khác, không còn là váy vóc nữa mà sẽ là áo dài và lên sóng bản tin trực tiếp trong vòng 2 tiếng. Bởi vì với 2 tiếng dẫn thì kịch bản rất là dày và dài nên luôn luôn là phải đọc trước kịch bản, gạch chân những cái ý chính rồi là xem có những cái từ nào mà mình đọc dễ bị trúc trắc hay không để khi lên sóng sẽ an toàn nhất và có thể đọc được thông tin một cách chính xác. Khi mà lên sóng trực tiếp thì luôn luôn sẽ được đeo một cái tai sure để nghe hiệu lệnh của đạo diễn. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 15 tháng 7, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bộ trợ tư pháp. Ngoài ra là luôn luôn có sẵn một chai nước ở bên cạnh để bất cứ lúc nào khát hay là cảm thấy giọng của mình bị khản thì sẽ tiếp nước. Phần này thì mình không chỉ dẫn một mình mà sẽ là một set dẫn 3 người. Bởi vậy sau phần dẫn xong đã khá mệt mỏi thì các chị em hay có một vài hoạt động và một trong số đó là quay một clip TikTok vui vui phăn phăn nào đó để lấy lại tinh thần. Sau phần dẫn này thì mình vẫn còn khoảng 3 tiếng trước khi đến với lớp học. Bởi vậy đây là thời gian mình sẽ tranh thủ những công việc như là quay video này, hoặc là có những lúc là đăng những cái bài viết lên fanpage hay là trang cá nhân. Và mình sẽ bắt đầu buổi dạy vào cuối ngày từ 7 giờ cho tới 9 giờ tối. Hai các bạn, hôm nay đã vừa trải qua một ngày lịch sang xà từ sáng đến tối. Buổi sáng xúc miệng bằng 6 cái thóp, sau đó kịp ăn trưa nhẹ nhàng và ngay lập tức phi đến một nơi khác dẫn 2 tiếng trực tiếp bản tin, rồi lại như một cơn gió di chuyển làm một phần phỏng vấn và kịp ăn nhẹ trước khi đến giờ dậy buổi tối, và bây giờ thì đang ở trong lớp kịp sớm 10 phút trước giờ dậy. Và quả thực là có những ngày mà mình ốm và có cái lịch trình dày đặc thì quả thực là đầu ngày cảm thấy ngại vô cùng, nhưng mà mình cứ vượt qua từng buổi một. Và nhiều người cứ nói là sao phải khổ thế, tại sao lại không nghỉ đi, thế làm nhiều thế để làm gì. Nhưng mà nói thật là mình cảm thấy là được làm công việc mình yêu ấy, thì được làm nhiều nó cũng là một thứ hạnh phúc. Và mỗi lần mà vượt qua một ngày như thế này thì mình lại cảm thấy là bản thân vượt qua thử thách. Nếu như quả thực chúng ta chọn được một công việc mình yêu thích và hết mình với nó, và nhất là cái công việc đấy cũng cho mình thu nhập và trang trải cho cuộc sống của mình, thì thực sự đó là điều may mắn.
Và nếu như nhìn một cái góc độ bi quan mệt mỏi thì hôm nay mình đã trải qua một ngày rất mệt mỏi, nhưng ở góc độ ngược lại thì mình sẽ nói là hôm nay mình rất là hạnh phúc khi mà đã đi được đến cuối ngày và hoàn thành được tất cả những cái công việc. Và phải thấy cảm ơn khi mà giữa những ngày tháng mà rất là nhiều người bị ảnh hưởng với công việc thì mình vẫn có việc để làm, vẫn được tin tưởng và vẫn được sống với đam mê của mình. Mỗi lần lên lớp á, thì các bạn học viên hay nói rằng là em thấy chị lúc nào cũng rất là nhiều năng lượng, trong khi đây là cuối ngày rồi và biết là lịch trình trước đó của mình cũng rất là căng. Thì mình nghĩ rằng là khi mà làm việc mình yêu á, thì bất cứ lúc nào mình cũng có thể lấy lại cái sự hào hứng của mình. Và quả thực là mình có sập nhưng mà chỉ đến khi về nhà mà thôi. Đó là một ngày làm việc hết công suất của mình. Thông thường sẽ bắt đầu khoảng từ 6 giờ sáng, bởi vì còn phải make up rồi làm tóc nữa thì mới vào dẫn được. Và kết thúc sẽ là 9 rưỡi 10 giờ mới về đến nhà. Và bây giờ khi mà thêm cả công việc mà làm vlog nữa thì về nhà thì đôi khi cũng chưa được nghỉ ngơi đâu, mà sẽ phải ngồi dựng này, rồi trau chuốt lại những video để làm sao mà kịp thời lên sóng đúng hẹn với tất cả các bạn. Và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho những công việc của Vân Anh trong thời gian sắp tới. Còn một ngày của các bạn thì như thế nào? Hãy chia sẻ cùng Vân Anh ở thế giới nhé.